Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 từng được coi là nỗi nhục trong lịch sử của Trung Quốc. Không chỉ vì sự thất bại thảm hại phải rút quân về nước, mà phía sau đó còn có cả một câu chuyện phải gọi là bố của nhục. Bởi ở chiến tranh biên giới, từng có 104 người lính Trung Quốc tự xin ra hàng bộ đội Việt Nam, đúng như kiểu, tha cho em xin đầu hàng vô điều kiện. Điều đặc biệt, sự đầu hàng này là kết quả của một bản nghị quyết chi bộ có 102 trong lịch sử chiến tranh thế giới, cũng như lịch sử quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Vậy thực hư câu chuyện 104 lính Trung Quốc tự ra đầu hàng gia nhập Việt Minh ở mặt trận Cao Bằng là như thế nào? Bản nghị quyết chi bộ của quân Trung Quốc có nội dung gì đặc biệt? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc hùng hổ đưa hơn nửa triệu quân cùng hàng nghìn xe tăng, xe cơ giới tràn qua biên giới Việt Nam, đồng loạt tấn công 6 tỉnh phía Bắc từ Pa Nậm Cúm, Lai Châu đến Pò Hèn, Quảng Ninh trên chiều dài 1.200 km biên giới. Cuộc chiến biên giới phía Bắc nổ ra giữa lúc các quân đoàn chủ lực của Việt Nam đang chiến đấu với quân Khmer Đỏ ở Campuchia. Dọc tuyến biên giới của ta chỉ có lực lượng chủ lực của các quân khu, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Tổng lực lượng phòng thủ của Việt Nam tại các tỉnh biên giới phía Bắc chưa tới 60.000 quân, trong khi Trung Quốc ước tính có 600.000 quân với 9 quân đoàn chủ lực và 32 sư đoàn bộ binh độc lập, 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn, trung đoàn pháo binh, phòng không cùng hàng trăm pháo hạng nặng, hàng nghìn súng cối và giàn hỏa tiễn. Vậy nên chỉ so sánh về tương quan lực lượng là anh em đã thấy quân ta đã bất lợi hơn hẳn phía quân Trung Quốc rồi đúng không? Chứ còn chưa nói đến các phương tiện vũ khí hay là yếu tố khác. Bởi vậy chính quyền Trung Quốc thấy đông lập tức gáy vội. Nào là nuốt chửng Việt Nam, chiếm Hà Nội trong vòng một tuần, dạy cho Việt Nam một bài học nhớ đời. Thế nhưng chúng nó chưa biết câu, gáy bao nhiêu thì ăn hành bấy nhiêu rồi. Việt Nam ta dù vết thương sau hơn 20 năm chiến tranh vẫn chưa lành, nhưng quân và dân ta vẫn bước vào cuộc chiến đấu chống xâm lược với ý chí kiên cường, lòng quả cảm và khát khao cháy bỏng về độc lập, tự do, thể hiện tình yêu quê hương đất nước bằng trái tim và cả máu của mình. Tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hàng vạn tên xâm lược, gây cho chúng nhiều tổn thất và buộc Trung Quốc phải rút quân về nước. Đặc biệt trong cuộc chiến tranh này, chúng ta đã bắt sống nhiều tù binh, trong đó có nguyên một đại đội Sơn Cước, 104 quân lính của Trung Quốc ra hàng bộ đội ta một cách tự nguyện. Bộ đội ta không tốn một viên đạn nào, thậm chí có báo đưa tin ngắn gọn rằng đại đội này thống nhất ra hàng theo nghị quyết của chi bộ. Đây là một câu chuyện hy hữu trong lịch sử chiến tranh thế giới. Đại đội Sơn Cước này thuộc Trung đoàn Bộ binh 448, Sư đoàn 150, Quân đoàn 50, Quân khu Thành Đô. Đơn vị còn có đầy đủ cả bộ sậu, đại đội trưởng Lý Hòa Bình, chính trị viên Phùng Tăng Mẫn, ban chi ủy, các trung đội trưởng và đầy đủ vũ khí trang bị. Cùng đi với đại đội còn có hai cán bộ do trung đoàn phái xuống để đốc chiến. Một vị là tham mưu phó trung đoàn Phó Bùi Đức, vị kia là phó chính ủy trung đoàn Long Đức Sương. Cả đại đội còn đầy đủ 104 người. Theo lời khai của hàng binh, đại đội Sơn Cước tính luồn sâu vào đất ta, nhưng do tấm bản đồ cũ nên không biết gì về địa hình, địa thế đất Việt Nam, và thậm chí là cả trên chiến trường, vùng rừng núi phía Bắc mà họ đang chiến đấu. Rồi vô hình chung, họ trở thành một đám trẻ lạc. Khi đến Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng, đại đội dừng chân trên một mỏm đồi đá thì bỗng phát hiện ra sự khác lạ của bản đồ mình dùng và thực địa. Nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng có quân đội Việt Nam. Ban chỉ huy đại đội biết rằng đánh để mở đường về là vô vọng, trong khi thức ăn đã hết, nguồn nước không có. Chính vì vậy, chi ủy chi bộ đại đội đã tiến hành họp cấp ủy khẩn, có ghi nghị quyết đàng hoàng, và để đi đến cái quyết định đầu hàng ấy, họ đã phải họp đảng bộ mất nửa ngày mới ra được nghị quyết. Trong nghị quyết ra hàng có ghi rõ, tuân theo lời dạy của lãnh tụ Lenin, đó là hãy làm việc cụ thể trong từng giai đoạn cụ thể. Vậy này quyết nghị ra hàng để bảo toàn lực lượng, đặng còn về với Tổ quốc. Đại đội lính Trung Quốc đầu hàng trong cuộc chiến tranh này là có thật, nhưng điều kiện hoàn cảnh cụ thể có như lời khai của đám hàng binh. Nhiều nguồn đưa tin việc vây bắt đại đội này có sự chưa thống nhất. Có bài viết là tiểu đoàn tự vệ của gang thép Thái Nguyên có báo dẫn nguồn nói lực lượng tự vệ mỏ thiếc Tịnh Túc và dân quân xã Minh Tâm. Có báo nêu chung là một đơn vị quân đội Việt Nam. Trong một vài bức ảnh chụp đại đội hàng binh có hình ảnh các nữ dân quân bồng súng gác. Vậy đơn vị nào trực tiếp bắt sống đại đội ấy? Và chúng ta bắt vào thời gian nào? Liệu có phải đại đội lính Sơn Cước buông súng đầu hàng một cách tự nguyện? Vì nhiều lý do, thời điểm đó báo chí chưa tiếp cận để có các bài viết chi tiết. Sau cuộc chiến các đơn vị quân đội sát nhập và chiến tranh lùi xa,
người trong cuộc đã ra quân hoặc là chuyển ngành trở về sinh sống khắp các miền quê. Việc tìm kiếm nhân chứng để có câu trả lời tưởng chừng như không thể. May mắn thay, tôi đã gặp cựu chiến binh nguyên là cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Thái, nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm năm 1979 và được biết đơn vị chiến đấu tại Nguyên Bình, Cao Bằng và trực tiếp tham gia bắt đại đội hàng binh là tiểu đoàn 4 Bắc Thái. Cũng qua các cựu chiến binh, tôi được giới thiệu và có dịp trò chuyện cùng anh Phạm Minh Hùng, cựu chiến binh tiểu đoàn 4 Bắc Thái, hiện sinh sống tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ký ức một thời mặc áo trận năm xưa với tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết dường như làm anh trẻ lại. Anh cho tôi xem ghi chép về năm tháng ấy qua những câu thơ hào sảng và hồ hởi. Anh kể, tôi là chiến sĩ tiểu đội 3, trung đội 1, đại đội 2, tiểu đoàn 4 Bắc Thái và được giao sử dụng súng B-41. Ngay khi quân Trung Quốc nổ súng xâm lược nước ta, tiểu đoàn 4 Bắc Thái chúng tôi nhận lệnh lên đường tăng cường cho tuyến lửa biên giới. Ngày 19 tháng 2, chúng tôi chiếm lĩnh vị trí tại Tà Sa, bản Hỏ, xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình. Sau khi trinh sát nắm tình hình địch, tiểu đoàn tổ chức tiến công lực lượng địch đóng tại thôn Bản Hỏ, xóm Nà Luộc. Ngày 8 tháng 3, tiểu đoàn gồm bộ đội tái ngũ của khu gang thép hành quân đến Nguyên Bình gặp địch tại ngã ba Nà Bao. Các cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, rất nhiều cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn này hy sinh. Ngày 10 tháng 3, chúng tôi chặn đánh tại khu vực trại chăn nuôi châu bò của tỉnh Cao Bằng. Trận đánh giằng co diễn ra suốt một ngày, đại đội tôi được tăng cường súng 12 ly 7, cối 82 bắn thẳng vào đội hình địch. Phát hiện hỏa lực ta, địch dùng DKZ, dàn hỏa tiễn H-12, phản pháo điên cuồng. Đêm 12 tháng 3, địch tiến công mở đường máu rút chạy. Chúng bám đường dây thông tin hữu tuyến tập kích vào tiểu đoàn bộ, làm một số cán bộ chiến sĩ hy sinh. Nghe tôi nhắc đến sự kiện bắt đại đội lính Sơn Cước Trung Quốc, anh Phạm Minh Hùng chấm tư. Tiểu đoàn chúng tôi và tiểu đoàn mới đến từ gang thép cùng dân quân địa phương triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết không để địch gây tội ác. Phát hiện một nhóm binh lính Trung Quốc chốt giữ một ngọn núi, do địa hình dốc đứng, đá tai mèo hiểm trở. Trinh sát không thể tiếp cận mục tiêu nên dự đoán số lượng khoảng một trung đội. Tiến công ngọn núi này sẽ rất khó khăn và có thể chịu thương vong lớn. Ban chỉ huy tiểu đoàn 4 Bắc Thái bố trí bao vây chặt và tìm cách tiêu diệt. Đồng chí Bắc chính trị viên đại đội pháo C-23, nguyên là giáo viên tiếng Trung được giao cầm loa, kêu gọi địch đầu hàng. Lúc này tiểu đoàn 5 Bắc Thái tăng cường trong mặt trận cũng vừa hành quân đến. Chiều 14 tháng 3, một tên lính Trung Quốc cầm cờ trắng xuống chân núi. Tên hàng binh khai đại đội hắn có khoảng 100 người đang ở trên núi, xin ra hàng, đề nghị ta cho người lên đàm phán. Ban chỉ huy tiểu đoàn không chấp nhận đàm phán và cho phép đầu hàng với điều kiện bỏ hết vũ khí tại chỗ, không được gài mìn, mang cờ trắng và giơ tay lên trời, đi một hàng dọc xuống núi. Trung đội 1 thuộc đại đội 2 chúng tôi do đồng chí Đào Ngọc Khoa, trung đội trưởng chỉ huy được giao bắt tù binh. Khi đó trên chiến trường bộ đội gọi là tàn binh. Hai chiến sĩ trinh sát áp giải tên lính lên núi, liên hệ với đồng bọn. Chúng tôi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đề phòng chúng trở mặt. Một lúc sau, toàn bộ bọn lính lũ lượt ra hàng, tất cả có 104 tên. Phải rất khó khăn chúng tôi mới lên được đỉnh núi vì lởm chởm dốc đá. Không thể tưởng tượng bằng cách nào mà bọn chúng leo lên được. Từ đây thì bọn địch có thể quan sát toàn bộ địa hình khu vực. Chắc chắn là chúng đã thấy rõ quân và dân ta triển khai đội hình chiến đấu. Trong đó, khá đông bộ đội thuộc tiểu đoàn 5 Bắc Thái vừa tập kết. Tại nơi chúng ém quân, vũ khí quân tư trang vứt la liệt tại mọi vị trí từng tên ngồi. Không ai biết chúng thực sự lạc đường hay quá sợ hãi. Nếu tham chiến đại đội này, khó có cơ hội trở về. Khoảng 5 giờ chiều, toàn bộ đại đội lính Trung Quốc bị bắt sống. Tôi hỏi, bọn Sơn Cước chắc vũ khí hiện đại. Anh lắc đầu cười. Không, chủ yếu là CKC, các loại mìn đè nổ và thuốc nổ, rất ít tiểu liên AK. Bức ảnh chụp đại đội hàng binh ấy là lúc tiểu đoàn áp giải chúng về, tập trung tại trụ sở ủy ban xã Minh Tâm. Bất luận mọi lời biện minh, tôi vẫn nghĩ thật hài hước nếu tin đại đội Sơn Cước biệt kích, khai là lạc đường. Ta và địch đánh nhau suốt ngày đêm, đạn pháo hai bên chiến tuyến gầm rít liên tục, không khó để chúng liên lạc với đồng bọn. Cách đây gần 1.000 năm, khi chưa có đường xá, các đội quân khê động miền biên viễn Quảng Nguyên vẫn có thể nhìn hướng mặt trời vượt hàng trăm cây số rừng kéo về Ung Châu trên đất Tống giúp Lý Thường Kiệt công thành. Cũng không thể có chuyện chúng tự nguyện đầu hàng, bởi quân ta đã vây chặt và dùng loa kêu gọi hàng thì sống mà chống thì chết. Đơn vị bắt đại đội hàng binh là tiểu đoàn 4 Bắc Thái, trực tiếp là trung đội 1 đại đội 2. Lực lượng dân quân tự vệ địa phương, các đơn vị cùng hiệp đồng tác chiến
là một phần trong chiến thuật chiến đấu của quân dân Nguyên Bình dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Cao Bằng. Nhớ lại năm tháng chiến đấu tại Nguyên Bình, anh Phạm Minh Hùng không giấu nổi xúc động. Quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường và chịu nhiều mất mát hy sinh, nhất là tiểu đoàn bộ đội gang thép mới nhập ngũ. Đại đội tôi, đại đội trưởng Nguyễn Văn Thọi bị thương nặng đứt 3 khúc ruột ngay trận đầu tiên. Chính trị viên Dương Xuân Ngọc hy sinh trong trận đánh cuối cùng. Nhiều cán bộ chiến sĩ cũng nằm lại trên mảnh đất Nguyên Bình. Rất nhanh sau đó, trận chiến nhục nhã nhất đã trở thành nhan đề bài báo đăng trên mạng chiến lược Trung Quốc Chinese.com. Ngày 12 tháng 11 năm 2013, bài báo kể lại sự kiện toàn bộ đại đội 8, trung đoàn 448, sư đoàn 150, quân đoàn 50 đầu hàng tập thể khi bị quân đội Việt Nam bao vây cô lập. Bài báo cho rằng đây là vết nhơ, sự kiện ô nhục trong lịch sử quân đội Trung Quốc. Sau khi được Việt Nam trao trả, những cán bộ, binh sĩ này đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Tất cả đều bị kỷ luật, riêng đại đội trưởng Lý Hòa Bình và chính trị viên Phùng Tăng Mẫn bị phạt tù mức 10 năm trở lên. Quân đoàn 50 cũng bị thẳng tay trừng trị. Một phó tư lệnh bị cách chức, một phó tư lệnh khác bị giáng chức, một phó chính ủy bị cảnh cáo. Sau đó vào năm 1985, quân đoàn 50 và sư đoàn 150 bị xóa phiên hiệu khỏi biên chế quân đội Trung Quốc. Anh em thân mến, cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 là một trong những trang sử vàng oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Sự khốc liệt và tinh thần anh dũng của quân và dân ta đã viết tiếp lịch sử hào hùng của đất nước. Chuyện bắt sống đại đội lính Sơn Cước chỉ là một trong vô vàn chiến công trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, nó cũng để lại bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.